Kính thưa quý vị, trong những năm qua, những chính sách mới lỏng quy định đầu tư nước ngoài tại Ấn Độ đã thu hút những công ty lớn và Air Asia là hãng hàng không đầu tiên tận dụng cơ hội này để đầu tư vào Ấn Độ và sẽ nắm giữ 49% cổ phần. Sau đây, Xuân Phương sẽ có phần tin chi tiết. Xin mời Xuân Phương. Hãng hàng không Air Asia chuyển sự quan tâm sang Ấn Độ. Ông Tony Fernandez đã thành lập hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Á. Nay Air Asia muốn dang rộng đôi cánh của mình sang Ấn Độ. Ông Fernandez này hợp tác với nhà kinh doanh mạnh mẽ nhất của Ấn Độ là Ratan Tata, người đứng đầu tập đoàn Tata và là nhà đầu tư thứ ba để khởi động một hãng hàng không khu vực ở Ấn Độ. Giám đốc điều hành Air Asia, ông Fernandez nói rằng ông Tata là một trong những người được tôn trọng nhất của Ấn Độ và là người được tôn trọng nhất trong giới kinh doanh. Và ông cho rằng sự hợp tác giữa hai bên giống như một cuộc hôn nhân được thực hiện trên thiên đàng. Ngành công nghiệp hàng không của Ấn Độ đã bị nhiều tổn thất nặng nề do chi phí nhiên liệu tăng cao và cạnh tranh khốc liệt. Năm ngoái, chính phủ đã nới lỏng quy định đầu tư nước ngoài, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu đến 49% cổ phần của các hãng hàng không địa phương. Nhưng Air Asia là hãng hàng không đầu tiên tận dụng lợi thế này. Air Asia sẽ nắm giữ 49% trong hãng hàng không mới được thành lập. Tập đoàn Tata sẽ có 30% và công ty đầu tư Arun Bhatia nắm giữ phần còn lại. Giám đốc điều hành Air Asia, ông Fernandez nói rằng Air Asia có kinh nghiệm chuyên môn để điều hành một hãng hàng không và thiết lập một cơ cấu chi phí và thương hiệu đúng. Nhưng Air Asia không biết Ấn Độ và sự hợp tác với tập đoàn Tata sẽ giúp cho Air Asia điều chỉnh khuyết điểm này. Vì tập đoàn có sự hiện diện trong nhiều ngạch kinh doanh, nhiều ngành công nghiệp, họ có sự tiếp cận với người tiêu dùng bằng nhiều cách. Họ biết hệ thống quy định của Ấn Độ, họ biết những người có ảnh hưởng ở Ấn Độ. Nhưng ông Fernandez cũng cho biết đây sẽ không phải là một chuyến bay dễ dàng, nhưng ông tin tưởng sẽ thành công. Air Asia hiện đang bay đến 4 thành phố ở miền Nam Ấn Độ và Kolkata, cũng như 20 quốc gia khác trên khắp châu Á. Hãng hàng không mới sẽ hoạt động từ Chennai ở miền Nam của Ấn Độ và phục vụ các thành phố nhỏ hơn. Nay họ đang chờ sự phê duyệt của chính phủ Ấn Độ để cho liên doanh của họ có thể cất cánh. Xin cảm ơn Xuân Phương. Kính thưa quý vị, do Thái bắn thử thành công một loại hỏa tiễn mới, tin từ Tel Aviv. Ông George Tujerman là tổng giám đốc phòng liên lạc quốc phòng do Thái cho biết do Thái đã thử nghiệm thành công một loại hỏa tiễn phòng vệ Arrow cải tiến. Và loại hỏa tiễn này sẽ cung cấp cho do Thái lớp thứ tư trong 4 lớp phòng vệ hỏa tiễn gồm có Iron Dome, David Sling, Arrow 2 và Arrow 3. Hoa Kỳ ủng hộ việc bố trí hỏa tiễn Arrow 3 có thể bắn hỏa tiễn liên lục địa bay trên bầu khí quyển và bắn hạ những đầu đạn bất quy ước một cách an toàn. Vụ bắn thử Arrow 3 là lần đầu tiên nhưng không nhắm vào mục tiêu nào. Và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ca ngợi sự thành công của vụ bắn thử Arrow 3 bằng một bản tuyên bố. Những người thiết kế cho biết hệ thống chứng tỏ thành công 90%. Một viên chức Bộ Quốc phòng nói phải mất nhiều tháng phải chuẩn bị cho vụ phóng thử và vụ bắn thử này không liên hệ gì tới tình trạng căng thẳng với Syria và Iran. Các viên chức quốc phòng Do Thái cho rằng nếu Arrow 3 không bắn trúng mục tiêu, thì các hệ thống khác cũng đủ thời giờ để bắn hạ hỏa tiễn địch trước khi hỏa tiễn này tấn công được mục tiêu. Kính thưa quý vị, Ngũ Giác Đài và công ty Boeing đã góp phần trong việc chế tạo hỏa tiễn này. Thưa quý vị.